sống và sự nghiệp của chị có những cái thay đổi nhiều không? À, 2 năm dịch thì bất cứ ai cũng có những cái thay đổi hết. Không có riêng ai mà nói là không bị thay đổi, không bị ảnh hưởng qua cái mùa dịch Covid. Mà nhất là nghệ sĩ thì trong cái thời gian dịch đó là ảnh hưởng rất là lớn. Tại vì khi mà dịch đó, thì những cái show diễn khắp nơi đâu có được tổ chức đâu. Những cái sự kiện mà tập trung đông người là sẽ không được tổ chức. Cho nên là từ nghệ sĩ bên Mỹ tới Việt Nam khắp nơi đều bị ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng cũng may mắn là mình còn có một chút dành dụm, cho nên là cũng sống qua ngày mùa Covid. Sau cái đợt dịch đó chị thì mọi người nói là cái sân khấu âm nhạc ở hải ngoại đó có vẻ như là đang dần yếu đi và cần được cứu sống kiểu gì đó chị, thì chị thấy cái dịch bệnh có đúng không? Sai hoàn toàn. Tại vì khi mà dịch vừa mới hết thì cái hoạt động văn nghệ ở bên hải ngoại lại còn mạnh hơn. Tại vì chị nghĩ là cái nhu cầu mà cái món ăn tinh thần của mọi người bất cứ ở nơi đâu cũng là một cái nhu cầu rất là lớn. Và sau 2 năm thì họ thiếu những cái show diễn, họ thiếu những niềm vui, họ chỉ toàn là phải coi trên online, thì họ rất là muốn đến những cái show diễn live để họ nghe nghệ sĩ hát, và thậm chí là họ có cái dịp để họ gặp nghệ sĩ, gặp bạn bè xung quanh. Cho nên là những cái show diễn lúc đó vừa ra quảng cáo là vé bán ngay hết, và thậm chí không có chỗ để mà bán vé nữa. Thành ra là những cái show diễn ở bên hải ngoại sau khi Covid xong thì lại rất là mạnh. Dạ, thì em thấy cái MV mới của chị nó rất là hoành tráng luôn đó chị. Thì em không biết là cái kinh tế của mình nó có vững không? Khi mình đang cái hình thế này. Thực ra là Covid cũng đã ổn định, thì từ tháng 9 năm vừa rồi là ở hải ngoại mọi show diễn đã bắt đầu lại bình thường, và cũng đã rất là nhiều show diễn, thì cái nguồn thu nhập cũng đã trở lại bình thường. Cho nên là đúng ra là bài buông tay là chị đã thâu hơn một năm, nhưng mà vì Covid là không có quay được, tài trợ cũng không có, rồi tiền thì cũng đâu có dám đổ ra để làm MV gì lúc đó đâu. Thực sự lúc đó không biết ngày mai sẽ ra sao, thì mình có những cái tiền dành dụm là mình phải để đó để mình phòng hờ. Thì cho đến khi mọi thứ đã trở lại bình thường, rồi những cái show diễn trở lại bình thường, thì lúc đó thì chị mới trở về Việt Nam để làm MV. Tại vì bài hát hay và mọi người bạn bè xung quanh đã được nghe, thì ai cũng mong chờ cái MV ra để họ được xem, họ được nghe nhiều hơn. Cho nên là đó là một cái điều mà hối thúc chị trở về Việt Nam. Ngay sau khi mà tháng 3, 15 tháng 3 là chính phủ Việt Nam đã mở cửa để cho người nước ngoài trở vô bình thường, là chị vô ngay lúc đó. Thì bắt tay vào làm MV ngay. Nhưng mà cũng may mắn là một trong những người anh chị rất là thân là Đà Lạt Tourist đã tài trợ cho MV trong cái quá trình quay và hỗ trợ rất hết mình cho cái kinh phí để quay MV. Thật ra thì những cái MV mà về tình cảm thì có rất là nhiều người làm rồi. Thì chị em không biết là mình tự tin cái điều gì ở cái MV này để mà cái bài hát này nó có thể kết thúc. Không ai dám nói một cái điều tự tin hết, nhưng mà mình chỉ có một cái mong muốn là với những cái những cái giai điệu đẹp, những cái lời nhạc hay, ý nghĩa thì luôn luôn được đón nhận. Và với cái câu chuyện của chị làm nó cũng rất là khác. Mọi người qua cái buổi họp báo thì mọi người cũng đặt câu hỏi rất là nhiều là tại sao có rất là nhiều những câu chuyện thời bây giờ, thời 4.0, hoặc là cái xu hướng bây giờ mà câu chuyện chị nó đi một cái hướng khác và nó rất là khác mọi người. Thì tại sao chị lại chọn cái ý nghĩa đó? Thực sự đó là đây là một câu chuyện thật. Chị muốn đưa một câu chuyện thật dựa trên câu chuyện thật để làm ra cái MV này. Mà bởi vì cái câu chuyện thật này nó và cả cái bài hát này là một cái ý nghĩa rất là nhân văn. Thì thường thường ở cuộc đời bao giờ cũng vậy, những điều nhân văn bao giờ cũng ở lại lòng người và cũng chạm vào trái tim mọi người. Mà một bài hát chạm được trái tim mọi người, đó là sự thành công rồi. Và khi đã chạm trái tim mọi người thì bài hát chắc chắn sẽ ở lại lâu dài.
có thể là bây giờ cái lượng view nó sẽ không phải là triệu 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 view ngay một lúc, nhưng bài hát này sẽ dài theo năm tháng và sẽ ở lại lòng mọi người. Còn có những bài hát thì cả triệu view thật nhưng mà vài tháng sau thì người ta quên ngay. Thì chị thích một bài hát ở lại với lòng người hơn, ở lại trái tim mọi người hơn. Còn được gọi là tự tin thì chắc chắn chẳng có một ca sĩ nào dám làm một MV và nói tôi tự tin cái bài này tôi sẽ rất là hot, rất là hit. Không ai dám nói điều đó. Mà nếu ai nói điều đó thì tôi mình cũng rất là kính nể người đó. Nhưng mà chị chỉ tự tin một điều là với cái bài hát có những cái ý nghĩa sâu sắc như vậy thì sẽ ở lại với mọi người theo năm tháng. Chị nói công việc nhân viên trên cái công việc đó thì đó là công việc của chị không? Đây không phải là câu chuyện của chị, đây là một câu chuyện thật nhưng mà của hai người bạn và hai người anh chị rất là thân, một câu chuyện thật. Dạ. Thì cái việc mà chị tuyển chọn những phim trong MV đó, chị có phải chú trọng những cái yếu tố nào không? Cái người khi mà nghĩ đến một cái người nam diễn viên cho MV thì chị cũng phải nhìn cái người nam diễn viên đó có cái thần thái, thần sắc cũng phải tương tự với cái nhân vật thật. Để ít nhiều thì nếu như mà nhân vật thật nhìn cái MV đó, xem MV đó cũng cảm nhận là câu chuyện của mình, cái nhân vật đó cũng giống mình, họ cũng chính họ có thể đồng cảm với cái MV đó. Chứ đừng để nhân vật thật khi xem xong rồi cảm thấy ủa sao cái chuyện của mình người này không giống mình, mà sao câu chuyện này nó có thể là mang một cái ý nghĩa, một câu chuyện thật quá hay mà cái câu chuyện trong MV nó lại đi một hướng khác. Thì mình vẫn muốn giữ cái hình ảnh sát với câu chuyện thật, cho nên mình lựa một diễn viên có một cái thần thái cũng phải cương nghị, cũng phải rất là đàn ông nhưng mà cũng phải rất là thiện lòng trên gương mặt. Cái câu chuyện của trong MV sẽ sao lại cái việc mà nghe thưởng thức âm nhạc không? Nếu mà tập trung vào câu chuyện MV thì nó cũng là một điều tốt. Thì khi một cái MV ra đời thì nó sẽ một là sẽ có những bài MV nghe nhạc thì không hay nhưng mà người ta cuốn hút vào cái MV và người ta nhớ cái MV đó, ở MV đó đẹp. Thì cái đó cũng là một cái thành công của MV. Nếu như ở đây ở hai luồng khán giả, một luồng khán giả là rất là yêu mến cái bài hát, yêu mến cái giai điệu bài hát, yêu mến ý nghĩa của bài hát, còn một luồng khán giả là thích cái câu chuyện, thì hướng nào ít ra là chị cũng đã đạt được. Dạ. Chị cảm thấy cái gu thưởng thức âm nhạc của khán giả hiện tại á, so với trước đây với đoàn kim của chị thì nó có cái gì khác không, để mà chị phải kiểu mình thay đổi cần để mình đi theo cái thị hiếu của khán giả? Thị hiếu là cái trend mà hồi nãy chị nói. Thì thực ra là những cái gì theo thị hiếu và theo trend á thì nó sẽ mau thay đổi lắm. Thực ra là cái thị hiếu của khán giả và cái nhận thức về âm nhạc của khán giả bây giờ khác rất nhiều so với những cái năm trước đây, và thậm chí là khác với vài năm trước đây thôi. Vài năm trước đây thì cái nhạc mà nhạc thị trường á, nhạc thị trường rất là mạnh, nhưng mà mới gần thời gian đây khoảng chừng, chị nghĩ chắc khoảng chừng 2-3 năm thôi, thì bắt đầu khán giả cũng đã có những sự chọn lựa chứ không phải là dễ dàng chạy theo cái nhạc thị trường nữa. Thì vẫn có những nhạc thị trường để dành cho những người thích nhạc thị trường và có những khán giả rất kén chọn nghe nhạc. Hiện tại có những dòng khán giả như vậy. Thì một ca sĩ không bao giờ có thể làm hài lòng hết tất cả các đối tượng khán giả. Một ca sĩ có thể chỉ có thể làm hài lòng một đối tượng khán giả của cái dòng nhạc mình thôi. Ở ngay cả Hollywood, cả thế giới cũng vậy. Người thích ca sĩ này ở dòng nhạc này có thể thích Celine Dion, có người thì thích Britney Spears, có người thì thích Beyonce, nó không có thể nào người ta thích hết tất cả. Có người thì thích Michael Bublé, là một cái dòng nhạc classic. Thì không có thể nào mà một ca sĩ có thể làm hài lòng tất cả các đối tượng khán giả. Thì mình cũng vậy, mình trong
thị trường người Việt Nam thì mình cũng vậy. Mình cứ thành công trong cái đối tượng khán giả của mình, đó đã là thành công. Em thấy ngày xưa ấy, chị nổi tiếng là mình vừa hát vừa nhảy ấy, thì mà bây giờ thì em thấy có vẻ nó nhẹ nhàng hơn ấy, thì tại sao có cái sự thay đổi gì? Chắc chắn là với lứa tuổi chị bây giờ, nếu mà mình đứng lên sân khấu mình vẫn đẹp, vẫn quyến rũ theo cái lối sang trọng ấy, thì người nhìn người ta sẽ cảm tình hơn nhiều. Và với cái lứa tuổi của chị và những cái loại nhạc của chị ấy, thì người nghe người ta vẫn thích nhìn một cái người nghệ sĩ sang trọng, quý phái, quyến rũ hơn là và cộng thêm những cái bài hát của chị. Nếu với bài hát của chị mà mặc những cái bộ đồ sexy rồi nó sẽ không phù hợp với cái loại nhạc này nữa, và nhiều khi cái đó sẽ là một cái sự phản cảm với những cái người khán giả nghe nhạc này nữa, thì phải nhập gia tùy tục. Và thậm chí là với tùy theo cái lứa tuổi mình, ở tuổi chị thì nếu với một cái hình ảnh bước lên sân khấu sang trọng, quý phái, đầm thắm quyến rũ thì chị nghĩ nó sẽ là còn hot hơn, hot theo một cái hình dạng khác, một cái sắc thái khác của cái thời xưa. Chị là một người mà đã từng trải qua rất là nhiều đau khổ trong tình cảm đó chị, thì bây giờ ở cái độ tuổi nhút nhát mang nhiên rồi thì chị có cái nhìn thế nào về tình yêu và hạnh phúc không? Tình yêu và hạnh phúc ở cuộc đời muôn màu muôn vẻ, nhưng mà một niềm hạnh phúc thật sự là khi mình có thể không bám víu một vào những cái hạnh phúc ở ngoài kia. Tại vì những hạnh phúc mà mang đến mình từ phía bên ngoài, nếu mình yêu một anh nào đó quá, đó là niềm hạnh phúc mình. Còn mất anh đó đi thì niềm hạnh phúc đó sẽ mất đi. Nhưng nếu mình tìm được ngay cái niềm hạnh phúc trong bản thân mình, ngay chính từ bên trong mình, thì ngoài kia anh đó có còn ở với mình thì cái niềm hạnh phúc đó là niềm hạnh phúc nhân đôi, vì có một cái người bạn đó. Nhưng nếu anh đó ra đi thì mình vẫn an nhiên tự tại với mình, đó mới là hạnh phúc. Và thêm một điều hạnh phúc nữa là biết đủ sẽ là hạnh phúc. Có những người đã giàu lắm rồi, tiền nhiều lắm rồi mà vẫn không thấy hạnh phúc, vì sao? Vì chưa bao giờ thấy đủ, và cứ lao vào những cái công việc để kiếm tiền mưu sinh. Thực sự nó không phải mưu sinh nữa, tại vì tiền nhiều quá rồi phải là mưu sinh nữa, mà vẫn còn những cái tham vọng, mà còn tham vọng thì còn đau khổ. Nếu như mình biết đủ thì sẽ đủ. Thậm chí một ngày như chị bây giờ ăn một ngày chỉ một dĩa rau luộc hoặc rau xào thì đâu có nhu cầu mà mưu cầu phải làm quá nhiều nữa. Bây giờ mình hạnh phúc là mình làm được những điều mình được muốn được làm, và làm được điều mình muốn, đó là niềm hạnh phúc. Thì hạnh phúc có thể là mỗi người sẽ nhìn theo một khía cạnh khác nhau, nhưng theo Thu nghĩ là biết đủ là hạnh phúc. Nếu như vậy thì cái tiêu chí chọn cái người bạn sống chung với mình cái sau này của chị nó sẽ khác so với trước đây không? Thu không có cái tiêu chí đó nữa, vì Thu không có nhu cầu tìm kiếm thêm một người nào đến trong cuộc đời mình nữa. Thực ra là nếu mà trong cuộc đời này có cái duyên, cái nợ trong cuộc đời còn đến thì mình cũng không có chối bỏ. Nhưng mà thực sự bây giờ mình sẽ rất là kỹ lưỡng với tất cả những ai đến với mình. Còn nếu gọi tiêu chí thì không, tại vì mình không có nhu cầu để mình đặt ra tiêu chí. Vậy chị có nghĩ là chị sẽ lên xe hoa một lần nữa? Không bao giờ. Không bao giờ lên xe hoa lần nữa đâu. Ở cái độ tuổi này rồi này em thấy là chị rất là an nhiên trong cuộc sống chị. Nhưng mà có khi nào chị có cảm thấy áp lực và lo lắng vì một cái điều gì không? Áp lực và lo lắng, đương nhiên là trong cuộc sống mình còn sống là còn áp lực chứ, lo lắng chứ. Nhưng mà vấn đề là mình giải quyết những cái lo lắng và những áp lực đó theo hướng nào, để mình cái đó không sẽ là một cái một yếu tố để
phá vỡ cái hạnh phúc mình đang có, cái an yên mình đang có. Tại vì mình còn sống, mình còn làm việc là mình còn phải áp lực lo lắng. Thí dụ như lần này chị về Việt Nam để chuẩn bị ra mắt MV, và lại sắp tới là dự án mà chị đang đồng hành là Airspace sẽ ra mắt vào ngày 29 tháng 6. Thì chỉ trong vòng một tháng chị có hai công việc một lúc, đó là áp lực và lo lắng hay không có chứ. Để có một cái buổi MV ra mắt, gặp gỡ báo chí, giao lưu với mọi người được trọn vẹn, được thành công, thì mình có rất là nhiều lo lắng để mình sắp xếp cho buổi đó. Nhưng những điều lo lắng đó không phải là những điều lo lắng và áp lực tiêu cực. Đối với một người phụ nữ mà có rất là nhiều cái bất ngại trong tình yêu thì điều đó sẽ khiến cho họ cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn đó. Là chị cũng đúng vậy đó. Đúng. Khi mà một người mà vấp ngã đứng lên á, thì luôn luôn họ đi trên con đường họ đã vấp ngã, họ sẽ cẩn trọng hơn khi nhìn con đường phía trước mặt. Trên đường có ổ gà hay không, có sỏi đá gì không, thì lúc nào họ cũng cẩn trọng hơn. Và trong những bước cẩn trọng đó thì họ sẽ bước những bước đi rất là vững vàng. Cũng vậy thì trong cuộc sống của chị, không phải riêng chị mà có rất là nhiều người, sau những cái thăng trầm cuộc sống, sau những cái vấp ngã và cái những cái điều gì không có tiêu hại được mình thì chắc chắn sẽ làm cho mình vững vàng hơn. Và chị cũng vậy, đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, bây giờ thì không có gì có thể làm chị làm khó gì được nữa. Qua lo với em ra em đứt nước đó, thì em có thấy là chị tốt khe con, khe mấy khe anh đó. Thì đâu đó nó sẽ có những cái bình luận mà không hay về bé là bạn này cái giới tính của bạn hay là cái ngoại hình của bạn nào đó, thì có khi nào chị bắt gặp được cũng thấy bực bội. Chị không hề bực mà chị cảm thấy tội nghiệp cho những con người đó, tại vì họ thực ra họ không họ sống ích kỷ, họ sống ích kỷ và họ nhìn cuộc đời trong một con mắt rất là hẹp. Và những cái bình luận đó của họ thì thực ra họ không nhận ra là đó. Ở trong cuộc đời có những cái điều mà không phải giết người bằng dao gương giáo, mà những cái lời nói cũng là giết người. Mà khi mà họ nói những cái điều vô minh đó thì chính họ đang tạo nghiệp cho họ, thì chị cảm thấy tội nghiệp cho họ thôi. Còn đối với chị thì chị rất là thoải mái và rất là open với cái chuyện giới tính của con chị. Và thậm chí là chị còn hãnh diện là con chị bây giờ mọi người còn gọi là hot boy, rất là đẹp trai. Mà ngày mà Phi Anh gọi là mở lời confess với mẹ đó, thì câu đầu tiên chị chỉ nói là con sống làm sao con hạnh phúc là được, nhưng con nên nhớ một điều cho thật sang trọng, thật đẹp. Ở Mỹ có một cái chương trình là Helen DeGeneres. Helen rất đẹp, Helen rất là đẹp, mà vợ của Helen con là hoa hậu. Thì chị đang lấy một cái ví dụ là con nhìn Helen DeGeneres, con phải là hình ảnh đó. Vì khi con như vậy, khi con đi làm thì người ta mới tôn trọng con mới có thể thành công được. Còn nếu con ở một giới tính như vậy mà con tạo cho mình trở thành một macho thì nó trở thành không hay và con khó thành công trong công việc. Nhưng con sống miễn có hạnh phúc là mẹ vui. Ông hồi nãy cũng nghe chị kể ra đây là khi anh rất là giỏi, rất là bận rộn quá, vậy thì em không biết là mà thật ra là chị cũng rất là bận rộn, chị chạy show này là em thấy cũng rất là nhiều cái chốt nữa, thì em không biết là cái thời gian mà hai mẹ con dành cho nhau nó bây giờ còn có nhiều không? Thực sự bây giờ là gặp, phải nói là chị được gặp cái anh rất là khó. Mình rất là muốn gặp con, mình luôn luôn dành thời gian để gặp con, nhưng mà bây giờ cái anh lớn rồi, trưởng thành rồi, có công việc rồi, thì công việc cũng nhiều, thì mình cũng hiểu là con mình sẽ có đời sống riêng của con mình, giống như tất cả những người khác mà cũng giống như mình ngày xưa. Thành ra là mình cố gắng dành thời gian để mà tìm
được gặp con, gặp được lúc nào mừng lúc đó. Còn Vi Anh bây giờ nhiều khi gọi hôm nay con có rảnh không, đi ăn với mẹ được không, hôm nay con bận lắm mẹ ơi, có gì rồi hẹn bữa khác. Thì chị không lấy là buồn khi mà chị nghe điều đó, bởi vì chị hiểu là khi con mình bận rộn với công việc có nghĩa là con mình đang vững vàng trong cuộc sống, thì đó mình phải vui. Em biết là Vi Anh với lại bố Vi Anh nó có gắn kết với nhau, có liên hệ với nhau à? Với gia đình nội thì rất gắn kết nhưng mà bố thì rất ít gặp. Có những cái chỉ có những cái nỗi đau cũ nó kể lại thì đến bây giờ em thấy là chị không còn cái vết hằn hay là cái nỗi đau nào ở trong tâm trí, chị cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Thì có em nghĩ là chị yêu nhiều, chị hy sinh cho tình yêu nhiều, chị cũng trải qua đau khổ nhiều nhưng mà chị lấy lại năng lượng rất là nhanh. Thì có thể nói là một hồi lại thôi giác ngộ sớm trong tình yêu không? Không phải sớm trong tình yêu mà sớm trong cuộc đời. Chị được giác ngộ và được gọi là tỉnh thức sớm trong cuộc đời, mà cái đó là cái điều may mắn của chị. Trong lúc mà mình đau khổ tột cùng á, thì Phật pháp đã đến với mình một cách tự nhiên, một cách tự nhiên không gượng ép. Và rồi chị đã tìm hiểu, chị nghe, và càng nghe những cái bài giảng pháp thì chị càng cảm thấy là mỗi lần nghe chị có nghĩa là chị giác ngộ được, thì ra là như vậy. Có một lần chị nghe bài giảng thì cuộc sống mình á, tất cả những điều đến bây giờ là đều do những cái duyên nghiệp nợ của kiếp trước. Thì vợ chồng đến với nhau là phải có cái duyên để gặp, rồi thành vợ thành chồng mình phải là cái nợ. Nhưng mà khi đã hết nợ rồi thì chắc chắn sẽ tan vỡ. Đã hết nợ rồi thì còn cách gì cũng không thể níu kéo được. Thì sau khi mà cái nợ của cuộc đời mình giống như là mình nợ nhà băng vậy. Mình mượn tiền nhà băng, nếu mà mình tới ngày tới tháng mình trả nợ một cái rụp thì mình sẽ hết nợ, mình nhẹ nhàng. Còn nếu mình không trả nợ, mình cứ để đó, mình phải trả lãi, thì cái đương nhiên mình phải trả lãi ngoài, là cái nợ nó nằm ngoài mình còn phải trả lãi để nhân cái số tiền đó lên. Thì cái nợ trong cuộc đời, duyên nghiệp nó cũng vậy. Chị nghe xong vậy đó, thì ra vậy. Vậy tất cả những cái điều đó với mình đó, đau khổ là mình là cái nghiệp nợ của kiếp trước. Thì tại sao mình không trả ngay cho nó xong đi, mình buông đi, để mình hết cái nợ đó đi, cũng đừng trả lời nữa. Chứ mình nắm níu hoài là mình trả lời là mình còn khổ hơn. Thì chị nghĩ là chị được giác ngộ trong cuộc đời sớm. Thì nói hay á, thì cái đấng sinh thành của chị cũng ra đời đó. Thì em biết cuộc sống của chị cái thời điểm đó như thế nào, là tới bây giờ thì nhắc đến mẹ chị vừa qua đời và chuẩn bị cúng dỗ 100 ngày, thì thực sự chị rất là hụt hẫng. Chị biết là mẹ nằm một chỗ 3 năm, sớm muộn sẽ ngay tới ngày đó, và biết sinh lão bệnh tử sẽ tới ngày đó. Nhưng mà khi mẹ mất, chị cảm thấy chị mất một cái điều gì đó, và giống như trong cuộc đời này chị đang hụt hẫng, thiếu đi mất một cái gì đó trong cuộc đời này. Trong cả một cái bức tranh chị đã thiếu đi một cái phần rất là lớn trong bức tranh đó, mà không thể nào mà bù đắp vô được cái phần trống đó. Cho đến bây giờ thì chị vẫn còn hụt hẫng rất là nhiều, và cứ mỗi lần mà chiều công phu tụng kinh hồi hướng cho mẹ rồi qua đến nhìn hình mẹ là chị lại khóc. Và chị chỉ nhớ một câu là bây giờ không có ai gọi điện cho mình nữa hết, không ai gọi cô cho mình nữa hết. Chị cứ nhớ vậy cho tới bây giờ cũng vậy. Cái nguồn cuốn là chị nói chuyện với mẹ chị là lúc nào đó, là nói chuyện qua điện thoại hay là chị cũng may mắn là về được gặp mẹ ngày 10 tháng 3 là chị về tới Việt Nam, là rất là hí hửng là chạy về thăm nàng, về với nàng. Sau khi mà
trở về Mỹ làm việc sau Covid, mà thực sự trở về Mỹ đi làm việc thôi, nhưng mà thế giới đó là vẫn ngăn chặn khắp nơi. Thì chị cũng không biết là trong cái chuyến đi này rồi mình, chị cũng rất là sợ cái điều đó. Chị luôn nghĩ trong lòng là không biết lỡ mà có chuyện gì xảy ra chị có được về để gặp mẹ không. Thì cũng may mắn là lúc đó Việt Nam vừa thông báo sẽ mở cửa là chị bay ngay, chị sắp xếp bay ngay vô để gặp mẹ. Thì lần cuối cùng đó là cái ngày cuối cùng, vừa đáp máy bay là 5 giờ sáng thì 9 giờ sáng là chị chạy về với mẹ. Nhưng mà chiều đó là mẹ lại vô cấp cứu. Rồi sáng hôm sau 10 giờ là mẹ đi rồi. Thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến độ chị cũng vẫn không có nghĩ đó là sự thật. Thì chị vẫn về gặp được mẹ. Vẫn còn trong lúc mà mẹ ở trong bệnh viện, mẹ đau vẫn còn bóp tay, nắm chân cho mẹ, cũng đập chăn được cho mẹ trong lúc mẹ nằm trong bệnh viện lúc cuối. Mẹ chị là bị bệnh mẹ chị bị tiểu đường, rồi biến chứng tiểu đường mà lâu năm mà nặng á, sẽ biến chứng qua gan thận rồi qua tim nữa. Mẹ chị cũng bị tiểu đường lâu rồi nằm một chỗ 3 năm. Nhưng mà trong thời gian bà nằm thì bà cũng rất là khỏe khoắn trong tinh thần, chứ không có phải là nằm thực vật. Bà rất là khỏe khoắn. Nhưng mà chính vì vậy bây giờ chị quan niệm và chị rất là mong muốn mọi người sống phải khỏe. Sức khỏe rất là quan trọng trong cái ăn uống hàng ngày của mình. Mọi điều khỏe hay bệnh là từ cái miệng mình hết. Cho nên là những cái chế độ ăn uống dinh dưỡng mà giữ cho tốt cho sức khỏe là điều rất là quan trọng cho cuộc sống cho mỗi người. Thì nếu mà mình thương bản thân mình thương người thân của mình, thì ngay từ bây giờ mình hãy quan tâm đến cái vấn đề dinh dưỡng, để mà khi cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng để đến khi bệnh rồi mình uống thuốc, mình chữa trị thì cũng khó. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.